Phòng này thì không có cửa sổ. Không có cửa sổ là 207. Cái nhà tắm cũng sạch sẽ. Không có rèm trên khung. Dạ. Rồi. Khách sạn này là International Hotel Sun City. Cũng cá Nha Trang. Bây giờ là 8 giờ sáng, hai vợ chồng chạy xe đi ăn sáng. Nghe mình biết ăn gì. Bạn Lễ Tân bạn nói là ở đây có món bánh căn. 51 bánh căn nè, tôi đứng thành nè. Còn chưa mở chưa ta? Mở cửa chưa không biết hả? Còn sớm quá chắc chưa mở hả? Ăn bánh căn mà bánh căn 10 giờ rưỡi mới mở cửa. Đói bụng quá, ghé qua chỗ bánh mì bên đối diện đường. Bánh mì chả thịt nướng 35.000 một ổ. Ở đây bánh mì này là được Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Khánh Hòa chọn là top món ngon của Nha Trang. Mì này đầy đủ nha, có bơ, pate, chả, thịt nướng. Bánh mì Việt Nam. Rồi, cảm ơn em. Rồi, hộp bánh mì. Bây giờ mình ăn trải nghiệm mỗi thứ một chút chút thôi. Đây là bánh mì họ làm tại chỗ luôn. Đây là đường nào? Đường Tô Hiến Thành. Góc đường Bạch Đằng và Tô Hiến Thành. Red One. Rồi tiếp tục mình đi nha. Đi đi uống cà phê. Ông ngồi nạp xong rồi. Bạn nạp cho rồi. Sướng hay về đây hả? Có người nạp tiền điện thoại cho xài luôn. Tới hết cái là em đã làm liền. Đây là con đường Trần Phú nha các bạn. Đường Trần Phú hàng ngày. Đây là tháp Trầm Hương. Bây giờ mình sẽ chạy dọc bãi biển. Ồ, biển xanh đẹp quá. Mình đi lên phòng chồng uống cà phê bài luôn à. Ở đây cũng rất nhiều quán cà phê dọc dọc ở đây nha các bạn. Bạn xem spa. Họ chặt dừa tại chỗ luôn nè. Xong rồi xuống mấy người đem ra bán tại chỗ luôn. Mà dừa cao ghê luôn á. Các bạn thấy hàng cây có đẹp không? Họ cắt tỉa. Giờ ban ngày mình nhìn rất là mát luôn á. Buổi tối thì tối quá, không thấy.
ở đây họ có mấy cái máy tập thể dục này, ở đây tập dục biết luôn rồi sướng nha. Bye rồi. Dọc dọc bên đây họ làm chỗ trống để đậu xe cũng tiện ha, đường xá rộng rãi. Dân ở đây họ tắm sớm lắm. À, có chỗ tắm nước ngọt lại nè, 10.000. Dưới họ cũng có cho thuê dù. À, lái xe là vừa quay á, à, nếu mà có tiếng gió ồn á, à, các bạn thông cảm giùm nha. Quay cảnh cho mọi người xem. Đi vòng vòng bắt phố. Qua mình chạy qua chỗ này luôn ha. Dân cũng khách du lịch tắm biển. Lái xe ăn máy có thú của nó à. Dạ. Còn gọi xe taxi cảm giác nhiều, cũng cảm giác. À, tối qua mình dừng đây nè. À. Có mấy cái bờ kè. Ờ, đậu xe đây xuống biển tắm luôn á. Qua tới chỗ đó là đi về, quay về lại. Mình cứ chạy dọc dọc cái này. Còn Nha Trang View 378 ở đây trong góc này. Lớn quá hả? À, tối thì sáng được luôn. À. Rồi. Giờ hai chồng sẽ chạy lên đi ngang cầu bóng á. Hỏi cầu đó không? Dạ. Đâu quá trời ơi. Hả? À, chín năm quay lại đó. À. Thành phố phát hiện mà càng đẹp, rất là đẹp, quan cảnh đẹp lắm. Cầu những hàng cây. Ồ, cầu Trần Phú. À, ở đây cầu Trần Phú nè. Cầu này đi nào cũng sửa lại lắm. Đường xá rất là sạch sẽ luôn. Xa xa ngoài kia có cái đảo nhỏ. Nhà có ai ở ngoài đó. Ở biển thì rất là xanh. À, bé kìa. Tức là cao lắm á. Giữ cho biển rất là xanh, xanh. Ở đây thấy công viên cũng nhiều nữa. Viên cũng sạch sẽ. Bát mẻ, cây cối. Chăm sóc tỉ quá. Thank you.
Ồ, nơi mất dịch người ta giờ gì đây à? Dạ, đi Nha Trang nè. Lúc trước là ở hướng phía kia. Ồ, ai resort cũng đi lên đây luôn nè. Ờ, lên đây nè. Chỗ này mới à, mình nhìn thấy người nhà mình chơi vô luôn. Ồ, nãy không có đem đồ tắm theo. Ờ. Đi luôn. Để mình bắt. Là viện nghiên cứu. Bên đó. Bây giờ những tòa nhà cao tầng mà xây lên nhiều ghê luôn á. Mất chừng luôn. Nhớ là phòng trọng luôn. Phòng trọng luôn. Tới là hẹo lên à. Tới đây là trong đây là phòng trọng đó. Cà phê đâu bên đây đường. Ờ, đà mất ra rồi. À. Năm nhỏ. Ồ, bây giờ họ thay đổi quá hả? Cứ chạy dọc dọc lên đây. Ờ, những căn hộ. Họ xây dựng quá nhiều luôn. Đối diện hoàng chồng luôn. Căn hộ đây cũng siêu thị để nằm gọn ở trong đây hết rồi. Còn bước qua đường là biển rồi. Còn từ đây chạy lên i resort là 4 cây số nữa. Ờ. Đây. Đó bên kia mình rẽ lại. Nhưng mà em thấy một dọc nữa có rồi. À, đây là Hồng Trồng Cà Phê. Hai vợ chồng vào quán cà phê Hồng Trồng. Mình lên lầu nha. Bây giờ hai vợ chồng đang ở cà phê Hồng Trồng. Nhìn đối diện bên kia là Hồng Trồng. Cà phê thì giờ họ xây dựng lại rồi. Nên là không có còn như ngày xưa nữa. Ngày xưa là nhớ hai vợ chồng ra đây là ngồi cà phê có những cục đá. Rồi nhìn nó hoang sơ hơn. Bây giờ họ xây dựng lại. Chắc là đổi chủ đổi gì rồi. À, hai vợ chồng đang ngồi trên lầu. Ở trước rồi các bạn hả? Ừ, ở trước ngồi dưới. Mà nhìn thấy qua bên kia thằng chồng luôn nha. Bây giờ chắc họ dời qua đây quá. Lúc trước nhớ ngồi đằng kia. Nhìn thẳng xuống dưới. Thôi bây giờ uống cà phê. À, lâu lắm rồi mới uống cà phê phin nhỏ từng giọt. À, cà phê nhỏ xuống rồi mình cho đá vào. Ở đây là uống nước thoải mái luôn. Đây là uống nước. Trà này là trà gì em? Lá dứa hả? Trà sâm hả? À, thơm á. À, chị lại thích uống cái cà phê mà đá nhuyễn như vậy nè. Các bạn nhìn thấy hấp dẫn không? Đợi từng giọt cà phê. Cà phê rất là thơm luôn. Đây là món gì đây? Dâu. Dâu
cái gì cháy gì. Cái gì đấy? Ở dưới á. Đây là hạt đác. Nhìn món này món mới ha. Ngon. Để thử cái hạt đác coi. Nghe tên nghe lạ quá. Ngon. Cái giống như là dứa. Đây hạt đác. Ngon. Ngon lắm. Dài dài. Thơm thơm. Ngon. Có hình như họ sên với thơm nữa. Thơm với mùi thơm mùi dứa. Ngon quá. Rẻ quá chừng. Cái này 30.000. Ly cà phê này có 23.000 nè các bạn ơi. Mà view ở trước mặt là biển luôn nha. Từ khách sạn chạy lên đây cũng một đoạn, cũng hơi xa đó. Ở khu vực này cũng khách sạn đọc phòng ở bên đó, dọc qua bên kia luôn. Này ngon lắm nha các bạn. Không biết gọi là cái gì. Hạt đác. Hạt đác. Cà phê đây là tiệc cú mèo luôn. Cà phê Nha Trang là số 1 các bạn ơi. Uống đây là uống là ghiền. Đang ở GMC Hồng Chồng. Là như hai quá. Hai vợ chồng là như bao quán luôn. Ở trên này họ đang chuẩn bị để làm nhà hàng. Họ bán đồ ăn cũng ghê. Chị đang ở Hòn Chồng Nha Trang. Đây là đường Trần Phú, dọc dọc bãi biển. Đang có đua xe. Xe gắn máy. Đang đi xe. Xe đạp. Xa xa ngoài kia là Hòn Chồng nha các bạn. Đua xe quá chừng luôn nè anh ơi. Vui quá hả. Đua xe đạp. Có đài truyền hình TV. Giờ đóng đường rồi cho nên là đâu chút nữa mình đi về cũng chưa được nữa, phải đợi họ đua xe xong rồi mình đi về. Vui quá hả. Các bạn thấy bãi biển Nha Trang đẹp không nè, nước xanh trong xanh nè. Đua xe. Sau đoạn này thì họ mới cho xe chạy nè. Những chiếc xe này đi dẹp đường. Mới cho mình đi đó. Xe cảnh sát giao thông dẹp đường. Vui quá hả. Thôi giờ mình đi về nha. Bây giờ hai chồng ngồi uống cà phê ở Hòn Chồng. Này ngon lắm nha các bạn. Không biết gọi là cái gì. Hạt đác. Hạt đác. Cà phê đây là tiệc cú mèo luôn. Cà phê Nha Trang là số 1 các bạn ơi. Uống là ghiền. Đang ở GMC Hồng Chồng. Là như hai
hai vợ chồng rồi như bao quán luôn. Ở trên này họ đang chuẩn bị để làm nhà hàng, họ bán đồ ăn buffet. Sáng giờ hai vợ chồng đi uống cà phê, đi dạo biển. Giờ là đói bụng rồi, bây giờ 12 giờ trưa rồi. Mình sẽ ghé tiệm bánh căn 51 trên đường Tô Hiến Thành. Đậu xe bên đây rồi mình đi bộ đi qua bên kia đường. Đây có tiệm nước mía sầu riêng nha. Để mình nước mía hả chị? Sẽ uống nước mía, nước mía sầu riêng nha. Đây sầu riêng tươi nè, sầu riêng này hấp dẫn quá ha. Họ xay nước mía, nước mía này họ xay bằng có máy điện xay. Về đây uống nước mía ngon quá. Nước mía sầu riêng là 25.000, nước mía tắc là 12.000. Đây là ly nước mía thường, mình đang làm ly nước mía sầu riêng nha. Về đây trời nóng uống nước mía ngon lắm luôn, nước mía tươi xay tại chỗ luôn nè. Rồi, xin mời cả nhà nha. Nước mía thơm quá. Giờ cắt sầu riêng cho vào xay. Sầu riêng ở đây bán bao nhiêu một ký vậy? Ở đây bán luôn hả? Không, đi chợ. Sầu riêng nhìn vàng quá ha. Cho sầu riêng vào rồi cho vào máy xay. Rồi bây giờ mình đi qua bánh căn 51 nha. Ở đây họ mở cửa 10:30. Bánh căn hải sản. Bột nè, bánh cái này dạng thuộc dạng bánh khọt. Bánh căn khác ha. Đây mình ngồi. Nó ngồi đây được. Giờ đây gặp ở đây có chút định bánh canh 51 Tô Hiến Thành, bánh canh tôm mực là 160.000 một dĩa 6 cái, bò trứng, ba rọi, đủ loại hết. Mua một dĩa thập cẩm thì có 8 cái đủ loại. Đây là nước chấm ăn kèm với bánh căn, có xoài nữa, nhìn hấp dẫn quá các bạn.
Khoan khoan. Ủa cái gì á? Tôm mực. Đây là bánh căn thập cẩm. Tôm mực. Mến, thịt bò. Không ăn ba loại cho nên là họ làm thịt bò với hến luôn. Bánh căn tôm mực một dĩa 6 cái là 160.000. Mình cho xoài, ở trong đây có xá xíu. Ở đây gọi là bánh căn nhưng mà trong miền Nam mình gọi là bánh khọt đó các bạn. Món này lần đầu tiên khi ăn. Cho xoài vào ăn chung kèm với nước chấm ngon. Đó là hến. Đây là dĩa này là thập cẩm. Và dĩa này là 100.000. Ừ, giòn quá. Mà tan luôn á. Không có dầu nhiều nha. Thích nhất là có xoài, có chua chua. Có một ông vừa ăn đó. Mà xá xíu à? Thịt xá xíu là một viên là họ tính thêm 5.000. Ngon quá. Con tôm to lắm. Cả nhà nha, ngon cả chừng luôn. Hến ngon quá. Giòn. Như tôm á, cái bột hơi nhiều hơn. Cái hến á, họ cho ít bột á. Nó giòn á. Thập cẩm có hến nè. Đó, này là hến gì các bạn. Nó cái này là thịt thịt bò. Thịt còn bò. Là hến ở đây. Là hến với trứng. Ờ, hến trứng. Ngon quá. Món này rất là lạ. Nói là gì ở đây mới có thôi. Nha Trang, đặc sản Nha Trang. Năm 11, tô hiến thành. Giá cũng phải chăng chứ hả? Em ơi, mới hỏi cô chủ là tại sao tôm với mực không có giòn. Thì cậu nói là tại vì tôm với mực đó là... Dạ, đúng rồi. Tôm với mực là tương sống. Tương sống thì mà khi mà đổ cho khuôn đó là mình phải đợi chín hết. Mà nếu như mà muốn mà cái bột mình nó giòn luôn á là bánh cái kinh nhân này không biết. Đó, nên là vì sao bánh này là bánh chỉ có bánh hến nè. Đó, bánh hến hoặc là trứng thì giòn thôi. Dạ, đúng rồi. Tại vì cái mút trứng gà nó không chín, không đổ cho ông được. Còn tôm mực hải sản là tôm mực hải sản thì hiểu rồi. Vậy là nếu mà ai thích ăn giòn á thì ăn hến với trứng thôi nha. Trứng gà nè. Còn thịt bò có dạ không? Cũng không bò. Dạ bò có chín lắm luôn. Dạ. Chỉ có hết hến với trứng gà, trứng cút dạ, mới giòn thôi. Còn mấy món khác là không có giòn. Cái bò ở đây là nó phải phải. Lúc mà mình đổ một tí trong này nó sẽ bị đỏ. Có cái vị xoài vô ăn ngon lắm các bạn ơi. Nó chua chua, cái vị nó rất là ngon, rất là lạ luôn. Họ cho hành rất là nhiều. Hành với hẹ họ trộn lại với nhau á. Nước chấm ngon lắm. Không ở đây mở bao lâu rồi? Em mở 15 năm ạ. 15 năm, em là chủ hả? Dạ không, ba em về á. Ba em là chủ quán ở đây. Và anh đó là chủ đó. Ông chủ đó. Ông chủ hả? Năm là bán bên kia, bán bên kia, bán bên kia. Mới giờ rồi, đóng kịch để bán bên này. Rồi, bán ngày được 3 năm rồi. Mấy giờ đóng cửa em? Dạ, em bán từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối rồi. Ồ, sáng nay chị tới thì tiệm chưa mở cửa. Dạ, đi uống cà phê, giờ mới hoành lại. Khách này đang gọi là khách bán thì mình đổ ăn nhanh được. Nhưng mà còn có trong mình mới đổ không? Đi uống cà phê. Ồ, vậy hả? Bánh này con phải đổ 5 phút nó mới chín. 5 phút nó mới chín được. Này ví dụ như mình đưa sau, ví dụ như hàng chục người là phải 50 phút rồi. Ồ dạ đúng rồi. Còn cái rau một thì to các bạn. Ngon lắm luôn á. Đây đâu à? Đây là đặc sản nha các bạn. Đặc sản ở Nha Trang này. Chỉ
những người ở Nha Trang, ở địa mới biết thôi. Hai vợ chồng ngày hôm qua thì anh Lễ Tân ảnh giới thiệu cho món này. Chị hỏi là anh chị muốn ăn đồ đặc sản ở đây thì em đã chỉ vừa ngon và vừa rẻ. Các bạn coi nha, cái này là hến nha các bạn. Giòn lắm. Sorry mọi người, ở bên cạnh đó họ đang xây dựng cho nên rất là ồn. Tiếp tục ăn nha. Bên đây cũng có cô người nước ngoài ngủ ngồi ăn nè. Không biết là cô ở nước nào. Muốn hỏi cô này từ ở đâu vậy? Where you from? Oh, England. England? Yeah. And have you been in this food before? Not this one, no. Not this food. I've had some of this, but my friend here did, so yeah. So we've been to different places. What do you think? Very delicious. Really good? Very good. How long have you been here? One week. How long have you been in Japan? Oh, hello. Yeah. You might like, because I want to share for people to know, like, the tourist people. You are a tourist or you travel, working? No, I'm a tourist, I want to visit my friends. So. Oh, both of, and em là Việt Nam. Are you Vietnamese? No, I'm working. Oh, where you from? Malaysia. And bạn này là Việt Nam hả? Oh, bạn dạ. And your first time to come to Vietnam? Yes. Very good. I like it very much. Yeah, that's good. Hey, enjoy. Thank you. Yeah. Cô này là đến từ nước Anh. Cô đến Việt Nam lần đầu tiên. Và ở đây được một tuần lễ rồi. Rất thích ăn những món Việt Nam. Cô có bạn cổ là người Việt Nam cho nên là mới biết cái quán này, mới tới đây lần đầu tiên cô ăn món này luôn. Còn anh bạn kia là người Malaysia, làm việc ở đây. Còn những quán này chỉ có người địa phương mới biết được cái quán này thôi. Rất là ngon. Cô ta thích ăn món này lắm. Lần đầu tiên cô ta thử. You just stay in Nha Trang. Bye. Làm gì luôn rồi? Em ăn rất là ngon, thì em muốn hỏi anh là bánh khọt này á, bánh căn này á là xuất xứ từ đâu vậy? Bánh căn này xuất xứ từ Nha Trang mình. Nha Trang hả? Là gia đình anh làm cái công việc này bao lâu rồi? 14 năm. 14 năm. Đông khách không anh? Đông chứ. Anh bán từ bên 51 Tô Hiến Thành, bên kia là hết 12 năm rồi. Dạ. Qua đây thuê được năm năm thứ hai. Từ 2 năm là 14 năm. Dạ. Rất là đặc biệt thì nếu mà buổi cao điểm á, giờ ăn trưa thì chắc là đợi đông lắm hả? Đâu, đó tùy theo tháng. Cái tháng hè nó khác. Tháng hè người ta đi nhiều hơn, đông hơn. Dạ. Còn cái người ta nghĩ ta đi du lịch đông hơn. Mình bán nó đông hơn, tất nhiên nó phải theo thứ tự. Thường là khách của anh là khách du lịch hay là khách... Là nó chiếm là 50-50. Dạ. Du lịch 50, địa phương 50. Lần đầu tiên em mới biết em ra đây thì cũng nhiều, nhưng mà có người dân ở đây giới thiệu cho em quán này. Sáng tới thì anh chưa mở cửa. Đúng rồi, anh bán từ 10 rưỡi sáng đến 10 giờ đêm. Dạ. Dạ. Dạ, rất là ngon, lạ nha. Nhưng mà em thích nhất là có xoài nè, nước chấm nè. Ăn nó đỉnh ngán. Dạ đúng rồi, nó đầy đủ. Xoài. Cái này là xoài, nước chấm, hành là không giới hạn, cho nên mình thiếu là ngâm thêm. Dạ. Để mình ăn cho nó ngon miệng. Đúng rồi. Cảm ơn anh nhiều nha. Dạ, cảm ơn nhiều. Dạ. Nó chín xong rồi mình phải tao cho nó săn lại nữa. Con hến nó ngon trong đó nó có chất dầu rồi, tại nên mình phải đổ ít bột. Và đổ ít bột rồi tất nhiên mình phải làm sao cho cái bánh nó giòn, để đổ hến vô ăn nó giống như là mình cảm giác mình muốn bánh tráng xúc với hến vậy. Đó. Dạ đúng rồi, đó giống như nó tráng xúc với hến đó. Thì cái món hến là đặc biệt.
là đổ theo cách khác nhất, không giống những bánh này. Còn bánh kia là sao? À, hàng nó tươi rồi, khi mình đổ vào nó sẽ ra nước một chút, thì không thể nào nó xuống cái bánh mà nó giòn được. Còn hến mình đã tao sẵn rồi thì nó không ra nước được, nó phải có một xíu gì đó. Trong khi mà nó chín nó phải ra một xíu nước chứ. Hàng tươi mà thì nó sẽ xuống bột bột, nó không thể nào làm cái bánh nó giòn được. Còn cái hến là mình đã làm qua rồi, mình tao rồi, thì cái hến mình đổ theo cách khác thì bánh nó rất là giòn. Đó lý do tại sao mà hến bánh nó giòn hơn là với lại bánh. Dạ đúng rồi, còn trứng cút cũng giòn rồi. Dạ thì trứng cút nó cũng vậy luôn. Trứng cút là đổ nguyên cái thôi, nó không có đánh, thành ra cái bánh nó rớt lên đó thì nó nằm trên cái bột luôn thì nó giòn. Rồi, dạ rồi, hiểu rồi. Thì nếu mà bạn nào thích ăn giòn á thì ăn hến với trứng cút rồi. Còn nếu mà ăn mềm á thì ăn mà hải sản ngon là tôm mực. Dạ, tôm mực. Dạ. Hải sản tôm mực ngon nhưng mà ăn đủ thứ là cần thập cẩm. Dạ, bao nhiêu dĩa tôm mực là 160.000. Thì hai vợ chồng thì thích ăn cái hến với trứng, nhưng mà mình kêu cái dĩa mực với tôm với tôm á ăn nó hơi ngán, tại vì cái bột nó nhiều quá. Thì bạn nào thích ăn giòn á là hến rất là ngon. Theo cái đó là theo ý của hai vợ chồng á. Thì tùy mỗi người, một người có ý khác nhau. Ngon quá các bạn. Quá thì ngon tầm một không à. Nãy giờ kêu bốn dĩa xoài luôn. Xoài rất là ngon. Xoài với cái nước cho chấm là thoải mái nha, ăn thoải mái, hết thì xinh là không có tiền. Để bên kia đây thành phố Nha Trang được giao thừa cho Vương rồi, không cho em phía hè luôn, dính trắng luôn. Hôm qua đây mình hơi các bạn. Dạ. Dạ, phía hè không cho bé rồi. Không quỷ hè luôn. Ghê lắm. Bắt phạt hả? Bắt phạt 20 triệu một bàn nữa nhé. Tôi thu hết bàn ghế luôn. Dạ đúng rồi, căng lắm. Dạ. Hôm qua đây mình hơi các bạn. 30 triệu, 30 triệu. Dạ, mặt phạt 30 triệu một bàn. Mắc quá chừng ha.